Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay ngày 30 tháng Giêng năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Đà Nẵng trưng bày tượng sáp hệt như người thật. Trung Quốc nay tiêu thụ rượu vang đỏ nhiều nhất thế giới. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.2% trong quý 4 năm 2013. Công ty Shell ngưng hoạt động khai thác dầu ở Alaska. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bắt chước mô hình của nhà triển lãm Madame Tussauds ở Las Vegas, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới, khu du lịch Bà Nà ở Việt Nam vừa cho xây dựng một khu trưng bày tượng sáp để đón khách du lịch. Theo báo mạng VN Express, thì khu trưng bày sáp tại đây có hàng chục nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới, từ các vận động viên bóng rổ như Kobe Bryant của đội Lakers California, Hoa Kỳ, đến ca sĩ Park Jae-sang của Nam Hàn, nổi tiếng nhờ điệu nhảy Gangnam Style. Cũng có cả tượng sáp của các nhân vật chính trị hàng đầu thế giới như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Nga Putin, cho đến các võ sĩ lừng danh Trung Hoa như Lý Liên Kiệt, Lý Tiểu Long, v.v. Khu trưng bày tượng sáp với tỷ lệ y như người thật tại khu du lịch Bà Nà được coi là mô hình xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo dư luận, thì khu trưng bày này thiếu hẳn sắc thái Việt Nam. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây, thì Trung Quốc năm ngoái đã qua mặt Pháp và Ý trở thành quốc gia tiêu thụ rượu vang đỏ nhiều nhất thế giới. Lục địa Trung Quốc và Hồng Kông tiêu thụ khoảng 155 triệu két rượu vang đỏ trong năm 2013, đánh dấu mức gia tăng 136% so với 5 năm trước đây và vượt qua con số tiêu thụ 150 triệu két ở Pháp cũng như 141 triệu két ở Ý trong cùng năm. Điều đáng nói hơn nữa là mức tiêu thụ rượu vang đỏ ở Trung Quốc tăng gần gấp 3 từ năm 2007 đến năm 2013, trong khi có sự sút giảm 18% ở Pháp và 5.8% ở Ý. Tuy nhiên, nếu tính theo đầu người, thì con số tiêu thụ rượu vang đỏ ở Trung Quốc thấp hơn ở Pháp và Ý nhiều. Người Trung Quốc trung bình uống 1.5 lít rượu vang đỏ trong năm 2013, thấp hơn nhiều so với con số trung bình ở Pháp là 51.9 lít một năm. Liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.2% trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 nhờ vào mức chi tiêu mạnh mẽ của dân chúng cao nhất trong 3 năm qua và là một chỉ dấu khích lệ cho năm 2014. Trước đó, trong quý 3, mức tăng trưởng kinh tế ở quốc gia này là 4.1%, một phần nhờ vào các công ty mua thêm hàng hóa tồn kho. Cho cả năm 2013, thì nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng ở mức 1.9%, ít hơn con số 2.8% của năm ngoái do ảnh hưởng việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách chính phủ liên bang. Tuy nhiên, với các ảnh hưởng xấu này đang giảm dần, nhiều kinh tế gia cho rằng mức phát triển của cả năm 2014 có thể lên tới 3%. Đây sẽ là mức cao nhất kể từ khi cuộc suy thoái kinh tế được coi là chấm dứt vào giữa năm 2009. Hiện nay thì các chuyên gia cũng cho rằng nền kinh tế sẽ được đẩy mạnh hơn nhờ vào phát triển trong thị trường lao động. Cuối cùng là tin hãng Shell, một trong số các công ty quốc tế ào ạt kéo đến để tìm dầu ở vùng biển Alaska, hôm thứ Năm cho hay họ tạm ngưng mọi hoạt động trong vùng này và có thể rút hẳn khỏi nơi đây. Shell là công ty lớn nhất đã mua giấy phép khai thác dài hạn các mỏ dầu ngoài khơi Alaska. Thế nhưng, các nỗ lực khoan dầu của họ nhiều lần bị ngưng trệ vì các khó khăn kỹ thuật cũng như pháp lý. Tổng giám đốc điều hành công ty Shell, ông Ben Van Burden, phát biểu trong một cuộc họp báo rằng hãng Shell sẽ không khoan dầu tại Alaska trong năm 2014 và đang duyệt xét lại hoạt động ở nơi này. Các nhóm bảo vệ thiên nhiên lên tiếng bày tỏ sự vui mừng về công bố này. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày 30 tháng Giêng năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt,
nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.